Cả nhà ơi, ông kia mới ra đầu tư cái bếp điện. Bếp điện để nấu ở đây cả nhà. Cái bếp mình nó nằm ở sao á, rồi cái ổng không chịu, ổng nói là nằm ở sao quay á, nó thấy cái lưng ổng không à. Rồi ổng đầu tư cái bếp điện này nè, để nấu ở chỗ này. Giống như mình dời ra, mình muốn nấu chỗ nào nấu vậy đó. Cái bếp điện này là của Samsung. Hôm nay chị Bảy ra chơi nè. Chị Bảy xin chào đi. Đây, review đi. Ông Kim review bếp điện nha. À, lựa màu trắng luôn. Đó. Trắng hả? Tại vì Samsung hay chị? Samsung. Song mà nhiều Samsung. À, bên Việt Nam gọi Samsung. Người Việt Nam mình thì nói Samsung mà tiếng Hàn gọi là Samsung. À, lựa màu trắng cho nó dễ chùi, dễ lau chùi đó cả nhà. Nó nhỏ nhỏ vậy thôi, bằng khoảng bằng cái nồi ba mươi mấy cm. Mình nấu một nồi á, giống như là một nồng. Chứ mình không mua hai nồng, nó có loại hai nồng nữa, nhưng mà mình thấy một nồng là cho nó tiện nè, nó nhỏ nhỏ. Mình bật lửa nó thấy rồi, mày thấy lửa không? Cái này không thấy lửa, cái này cái vuông nó không có vòng tròn đó. Hình như mình mua hôm nay cũng bữa mới dọn nhà đó cả nhà, mà chưa có đem ra xài nè, khoảng hình như chắc 4 triệu mấy 5 triệu á. Mua nào? Mua Samsung á. Không phải mình mua ở trên tiệm hả? Ừ. Rồi bây giờ ông Kim nấu đồ ăn đi. Bữa nào tao ăn đi, bố. Bữa nào tao lên email thư tao kiếm tao mua cái này nè. Hôm nay mình nấu món sườn hầm củ khoai tây với lá cải cả nhà ơi. Với lại nhúng cái lá mè. Đó. Bây giờ mình mua hai cái lóc sườn này là bây giờ mình luộc sơ rồi mình mới nấu. Đây có hai cái dĩa gạo. Em mua hai lóc xương này ngon quá nè bạn. Thịt quá trời thịt luôn. Cái sườn này mình rửa sạch xong rồi mình trần qua nước rồi mới nấu. Này, cái cải này nè cả nhà, mình phải luộc sơ khoảng 1 phút. Rồi mình rửa lại rồi mình mới nấu. Đó, nước đã sôi rồi, nãy tắt nước đó. Bây giờ bỏ vô luộc. Ở trong đây là nấu đồ ăn. Còn ở đây là ngoài sao nè. Đó, cái này là cái vườn quýt đó cả nhà. Ở tới mùa thu là trái nó vàng ôm, mình quay cho cả nhà xem nè. Nguyên cái vườn quýt thật là bự luôn, tại ở đây là mình không quay hết được. Ở trên mình nhìn xuống. Mở cửa ra gió lồng lộng luôn. Giờ mình đi rửa lại với nước lạnh. Rồi mình rửa lại nước lạnh. Ồ. Thịt mình trần qua nước nóng rồi, bây giờ mình rửa lại cái nước lạnh. Phải đúng vậy không rửa. Giờ mình bỏ thịt vô cả nhà ơi. Bỏ thịt vô đây nè để rồi mới bỏ nước vô. Tại vì bỏ thịt vô rồi mới biết nhiêu nước để bỏ đó. Bỏ thịt vô trước. Thế. Bỏ nước cho nó ngập thịt luôn nè. Cái này là củ khoai tây, mình hầm xương. Củ khoai tây, lá cải. Cái khoai tây này mình phải sắc bự bự. Mình bỏ khoai tây vô mình hầm cho nó mềm thì còn mềm luôn. Lá cải nha. Đó, cái này là đậu tương cả nhà. Mình nấu cái món này mình cho đậu tương vào nha.
Bỏ khá là nhiều đậu tương luôn nè. Này là bột ớt. Ôi, cho quá trời nhiều bột ớt luôn nè. Cái món này là phải cay, phải đỏ. Bột nêm. Tiêu. Cái này là tỏi bằm. Bỏ hết hộp tỏi bằm luôn rồi. Trời ơi, quá trời tỏi bằm luôn. Đó cả nhà, mình nêm nếm gia vị như vậy, rồi một chút nữa khi mà mình cảm thấy nó không có vừa miệng á, thì mình nêm thêm nha. Giờ mình đậy nắp lại, mình nấu. Nấu nó càng lâu thì nó càng ngon. Đó, đậy nắp lại nấu. Nấu lửa vừa vừa đó, riu 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 cho nó mềm, thiệt là mềm luôn, cho thịt nó bời rời ra luôn á. Cái này mình nó mới vừa sôi sôi lên đó, bắt đầu mình bỏ vô cái hành baro với lại ớt cay của Hàn Quốc đó cả nhà. Xin chào cô chú nè. Xin chào cô chú. Ra này nó bột. Sáng chưa cái kịp ăn nữa, cho ăn khoai lang đi. Sau một tiếng hầm sôi sùng sục rồi, bây giờ là nó đã chín rồi nè cả nhà ơi. Bây giờ cái phần cuối cùng là mình bỏ cái này là cái lá mè nha. Lá mè cái kiểu dòng họ với lại cái lá tía tô ở Việt Nam mình đó cả nhà. Mình bỏ vô đây. Đó, phần cuối cùng là mình bỏ vô. Cái này nếu mà ai ăn miếng thì mình bỏ miếng vô. Miếng còn bự á. Đó, ngon không cả nhà ơi. Rồi bây giờ để mình dọn ra nha cả nhà. Mình dọn ra ăn thôi. Mà chắc ok. Giờ để mình dọn ra ăn. Cả nhà ơi, mình múc ra cái chảo bự nè cho ăn dễ. Rồi giờ mình ai muốn ăn nhiều thì mình múc ra dĩa. Mật chắc ăn cùng cơm. Hôm nay ăn cơm mà mình không ăn cơm. Xin chào cô chú, hôm nay là ăn cơm xương. Cơm xương vậy. Cái này là sườn hầm khoai tây. Sườn hầm khoai tây mẹ. Nè vậy. Nè, mũi cắn. Cái này không phải mũi cắn, cái này là bữa hổm mẹ chiên thịt nó bị dính. Nè, ăn cùng với cả nhà. Bữa hổm chiên thịt đó cả nhà, nó dân nè, chiên thịt ăn cơm sườn bữa hổm đó. Nó dân hai miếng vậy luôn trời. Để mẹ lấy thịt cho mẹ ăn nha. Đáng lẽ ra cái này phải hầm thêm nữa đó vậy. Mà tại vì nó lâu quá, mình hầm tới đây thôi. Để mẹ múc thịt cho đi nè. Mẹ gỡ thịt cho. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Ăn cùng cả nhà nha cô chú. Nè, có ăn đi con. Nhưng mà người Việt Nam mình á thì thích ăn cứng cứng phải không? Thích ăn cứng cứng để mình cắn nó dai dai. Ừ, phải không hả? Ở đây sao kỳ là sao? À coi, bụng một răng cái gì? À mạnh lên. Đâu có đâu con. Đây là ai rồi, ai rồi? Phải bị ăn à, ở đây bị ăn thứ mặt nè. Đau hả? À, cái người nữa kìa. À, bị mọc răng hết rồi. Còn cái kia, cây kia là chưa có mọc thôi. Cây kia là mấy tuổi mà. Nó mọc đến đây là cây số mấy rồi. Mọc số quá không đẹp đâu. Đâu có hết vậy. Cái răng ở trong mà sao mà nhúc nhích được. Nó thì đi răng ở trong nhúc nhích á. Bậy. Mẹ xong ăn con vậy. Ừ, mẹ không đói không? Đi được. Bây giờ con đi bệnh viện hết trơn. Mẹ giảm cơm. Ăn thừa chỗ nè. Mẹ giảm ăn, mẹ không ăn cơm, mẹ ăn thịt không. Mẹ con ăn hết đi. Thôi mẹ hãy nè. Mẹ ăn đi. Mẹ tự ăn đi. Cái này là mẹ ăn đi. À.
Sáng ra ngủ chị bảy gọi. Nhà mày đi đường nào? Nhà mày số mấy? Nhà số mấy cho đường nhớ rồi. Qua hẳn vô mà quên được, quên quên dòng số mấy. Tầng 3 thì nhớ. Biết tầng 3. Cái chưa kịp nó hết được ba tắt máy. Cái đó trời bà không hỏi số bí mật rồi ở dưới cửa sao phải vô ta? Cái tự nhiên mới mò ra. Ừ, mới mò ra cái bà bấm chuông cửa nhà, cái nó trời. Sao mà bộ hỏi bộ đi có một lần mà nhớ số bí mật sao mà vô mình trời. Nãy em hết hồn luôn á. Tại vì thấy bà mới đây mà vô tới đây rồi. Sao vậy vậy? Nó thẩm chồng mày bấm tao đâu có dòm đâu. Nãy cái thằng trên đi đó tay theo. Tao thấy nó quẹt cái thẻ đó, để cửa nó chạy ra tao vô trong luôn. Cái này ăn một tay không được, tao bẻ hai tay mới được. Trời ơi. Đứa cầm cột hả? Thì tao ăn đũa không ăn được. Để nó chưa có mềm không nói rồi. Cái này mà mình mua về mình nấu cái gì mình lấy nước súp cũng ngon ha. Ngồi xương hả? Ngồi gỡ xíu quách ha. Trời mấy người ta nấu xương người ta đâu nấu thịt vậy. Ừ, trời. Ừ. Được rồi. Ừ. Nhìn Bi giống chó con quá. Nè. Cái này mà hầm á. Hầm xong rồi chấm với nước mắm. Cũng ngon ha. Ăn theo kiểu Việt Nam á cả nhà. Hầm bình thường á, hầm như là hầm nước súp á. Cho mình chấm nước mắm ha. Hầm củ dền. Ừ. Nó chấm tao cũng hay mua tao hầm củ dền củ gót. Em thấy á, mua ở Lúc Tê nó ngon hơn mua ở đây nè. Mua gần đây nó không có thịt nhiều bằng mua ở siêu thị Lúc Tê. Nước hay là nước gì? Nước cho nước gì? Ý là nước hay là... Có Tachita không? Cái gì Tachita? Saita. Muốn ăn một đi hả? Saita đại lên rồi xíu. Nước ngọt không? Là miếng nước ngọt. Có nước nước quất nè. Nước quất không muốn à? Nước ta. Có Aloen là cho Aloen đi. Saita ok. Bi uống Aloen đi. Vũ sai ta hết nè. Sai đó. Nè, nhưng mày phải nói là mẹ cười mà Pin nói là mẹ xong cười. Hi 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 hi. Hi 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 là cái gì? Là cười đó. Cười là sao kỳ vậy? Cười là kỳ quá à. Cười. Hi 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 là cái gì hả? Ừ. Cái đó là ngựa. Cái đó là ngựa hả? Con ngựa, nó nói con ngựa. Con ngựa hả? Chứ không phải nó mẹ ngựa. Nó nói mẹ ngựa. Phải tưởng là nó mẹ ngựa hả? Ừ. Tao không có hồn của tao mà biết từ đó. Tao không gì biết mấy cái từ đó đâu có dạy cho Vi đâu. Điệu thôi chứ ai dạy từ ngựa. Ăn thôi. Nhớ mẹ uống rồi mẹ. Chứ mẹ ăn con con cá nhà nhà lại đi. Ăn con con cá nhà nha. Ăn con cá nhà nhà của chú. Kim chi non quá. Kim chi sơn mùa hồng vậy. Ăn mà thấy mùa hồng. Nhưng mà ai cũng mặc áo màu hồng. Miệng có mùa hồng nè. Sáng tao đâu tao mặc áo màu hồng. Hai mẹ con mày cũng màu hồng. Nó sao màu hồng chứ vậy bí? Y bấy mùa hồng. Mẹ mùa hồng. Đi mùa hồng, ba là màu xanh nhất vậy. Hôm nay mình không có đi chơi đâu cả nhà. Hôm nay đi giặt mền. Mà mới sáng chuẩn bị đi giặt mền. Cái ổng bữa nay tao mất công chuyện để tao mình chơi. Bi dặn mền được không? Sao tại dì bé đang nói chuyện mà Bi nói. Ở sao nghe? Rồi nghe ai vậy? Tuần nào cũng vậy chứ. Đâu Bi nói lại coi. Dì bé muốn tôi tì rồi nói trước đi. Bé nói xong rồi. Mẹ ơi. Cái gì? Ăn cơm mà sao dung nhét hoài hoài. Dung sột sột ra ghê ghê. Nãy giờ bà thấy ai dung nhét bà? Dung nhét. Dì bà ăn ơi con nấu gì vậy? Ai dung nhét thôi.
bảy không có giờ mà nhúc nhích nữa. Bởi bà, bà nãy giờ nó nhúc nhích bà biết hết trơn à. Mẹ ta leo lên leo xuống hoài bây á. Ăn cơm đi con, đừng nói nhiều. Ừ, ăn cơm đi con, ăn cơm đi. Bà hổng làm dưa leo nguyên trái hả? Ừ, kim chi dưa leo, chua. Cắt chua nè, để ăn thử coi. Chua chưa? Chưa rồi. Chưa rồi. Mẹ ơi, xin nô. Ăn kim chi đi Bi. Làm để chỗ lạnh kim chi á, nó không chua. Chua mà lâu lắm mới chua. Ừ. Em thì thích ăn chua. Mà đợi từ bữa giờ nè, chắc đem ra ngoài để quá. Chua leo quá chua nó là nó bị ổn, không ngon. Nhưng mà nó vừa vừa. Nó không phải giống như bắp cải đâu. Bắp cải nó chua nó ngon. Chua leo nó chua là nó bị giống như nó bị ái. Không ngon đâu. Có lần á làm á để dừa dừa chua ăn ngon lắm. Ăn gắn giống như là dưa dưa muối bên mình đó cả nhà, dưa dưa muối mình bằng bằng dưa gan đúng không? Ừ. Bằng trái dưa gan đúng không? Ừ. Dưa leo muối ăn na ná vậy á. Làm viên trái ăn nó giòn hơn sắc khúc nè. Bi muốn gì bỏ với Bi đi. Giặt. Giặt gì? Nãy mẹ nói đó, nói giặt. Giặt mền. Bi muốn giặt mền. Trời đất. Ngồi đi đi, ngồi đi vậy. Nhanh chóng nè. Giặt mền sao đi được. Mà đi ngoái rồi, ngoài ai đưa con ngược lại nữa. Bà chở đi vô chỗ luôn chứ ai đưa. Mà không biết bữa nay có đi được hay không nữa. Không biết mấy giờ không vậy nữa. Gì bà ơi. Để đứa con muộn nè. Anh đây. Bà để đứa con muộn nè. Gì vậy? Đi dưới đi đây. Ta mắc mày ta cũng mệt lắm. Nói chung ta cũng mệt lắm. Ra lần nào cũng gặp Bi á. Mẹ ơi, thấy Bi mi dì bái, nhà dì bái như được không mẹ? Bà hỏi như vậy kìa. Để ta nói Bi nghe nè. Nhưng mà mày nín đây, bảy mẹ đây, bảy nói Bi nghe. Nhưng bà hổng bảy ra rồi á. Bi nói mất rồi, không Bi không vô nhà bảy nữa. Hôm nay Bi có nhà mới rồi. Bi ở nhà, Bi không có vô nhà bảy nữa. Bà hổng từng rồi nói rõ ràng, nhớ không? Hả? Nhưng mà Bi muốn đi nữa. Sao hổng nói kỳ vậy? Tại cái đó là Bi cái đó là Bi nói sao? Nói không được rồi, Bi nói lại à. Dì bái muốn nhà Bi muốn đi. Chút nữa có thời gian thì đi. Không có thời gian thôi bỏ đi. Dì bái làm cho đi đi, không có thời gian mà làm cho đi đi. Chừng nào có thời gian đi được. Nhưng mà Bi muốn cho Bi gần giống như viết tết hết vậy. Mẹ ơi, làm cho Ni đi nè. Hồi hỏi gì bán rồi, hỏi mẹ sao mẹ biết được trả lời. Ra lần nào cũng Bi cũng đòi vô chống hết trơn á nha. Vô chống nó rộng á. Xong mà chạy chơi vòng vòng. Với chống có mấy con chó nữa. Hôm nay còn có một con không? Đâu hết rồi. Hai con nhỏ thì đi chết. Đem cho ai nuôi rồi. Còn con đang không biết nó chết hả, đi đâu mất tiêu. Còn con về. Đi chơi à? Là đi chơi rồi qua lại luôn à. Đi chơi. Đi chơi. Còn một con về luôn. Nhưng mà con chó mẹ mùi vàng có mà ở đâu rồi? Còn có dấu. Sao đi ở chỗ rồi đi lung tăng lung tăng vậy? Mẹ, con chó Sony tung tăng vậy mẹ biết không mẹ? Không, mẹ không biết. Chắc là đi tập thể dục. Dì bái. Con chó Sony tung tăng vậy. Thì nó cũng đi chứ sao nằm được. Chó mà. Sony hoài hoài vậy là không có mắt, không có mũi sao? Có sao không? Nó cũng bị như người ta vậy đó. Có người ta mới đi đó chứ. Là không có miệng hả? Có đầy đủ không? Là không có lỗ tai. Có hết. Là cái này không có mà. Có không có. Không có áo. Tao nhức đầu cũng chết rồi chị tao biết. Không có áo là làm cái gì? Là xích da cho nào. Mắc cỡ. Mắc cỡ sao? Mắc cỡ là con chó. Không.
nè. Rồi. Tông tăng tông tăng ăn đi. À, Bi im lặng để mẹ nói chuyện cái cài. Có nhiều bình luận hỏi Bi á, bình thường quay clip mà nói nhiều vậy, rồi nếu mà không quay clip thì không quay video á, có nói nhiều vậy không? Không quay là nó nhiều hơn đúng không mẹ? Nó mắc chơi với nó mệt chết. Bi á bình thường là có cái tật nói nhiều, cả nhà nói rất là nói nhiều luôn, nói nhiều từ nhỏ luôn, cái gì cũng hỏi, đi đâu gặp cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn biết, nói chung là tò mò. Đi đường ha, gặp chữ gì mà treo bảng á, chữ gì là đọc hết, vòng thấy là đọc hết luôn, ngồi trên xe cũng tự nói luôn, cái bảng nó là ghi cái gì ghi hết luôn. Xong em kể cho cô chú nghe, bữa hổm mày đi đâu bỏ nó nhà, dám kêu cái chú nó chở qua đây đó. Chưa kể, tại bữa hổm cái ngày mà trước khi ngày mình dọn nhà đó, mình nhà gần mà, nhà củi nhà mới gần mà. À, khoan, cái mình đi qua đây, mình với ba Bi chở đồ qua đây, mấy cái gì ở nhỏ mình đem trước qua đây á. Cái xong cái mình kêu Bi là ở nhà mình gượng gũ theo, nói không đi theo, cái nằm ở nhà coi điện thoại. Thường thì nằm ở nhà bình thường, mình không thấy đi ra ngoài, mới đi chừng 5 phút cái đi xuống đường, cầm cái điện thoại mang đôi hài đi xuống đường, đặng cái váy trung tăng gì đó, cái họ kêu người ta điện cho ba, mà lúc đó không có hay á, cái ngồi với người ta đợi biết bao lâu luôn, cái nói số là địa chỉ nhà mới nè, nói với cái em đó là cái địa chỉ nhà mới. Rồi cái em đó chở đi qua đây, giống như từ nhà cũ qua nhà mới đi xe 2 phút à, chở qua tới đây luôn. Mình thấy ngồi trong xe mình hết hồn luôn á nhà. Tại vì cái nhà mới mà mới có nói địa chỉ mà đã nhớ trong đầu rồi, mà nói người ta biết, người ta chở qua tới đây luôn, đó là mấy hay. Trời, sao biết địa chỉ vậy hả? Sao biết nhà mới địa chỉ mà nói vậy? Con mới mốt không có gì nữa nha, không có đi xuống đường. Biết rồi, mẹ nói cái gì vậy? Mẹ đâu có chỉ đâu. Nãy mẹ chỉ gì? Không có chỉ. Mẹ chỉ đồ. Đâu ghét chỉ cho lắm luôn á. Mà sao gan dạ dám kiểu chú đó, chú nào mà dạy gan dạ bây. Dạ thăm biết cô chú và bay tiếp theo. Vì bảy hỏi kìa sao không trả lời. Hay bảy. Hỏi gì bảy? Cái chú đó là cái chú nào mà gan vậy? Dám kêu chú chở qua đây. Để chú bắt cóc luôn sao? Không mà. Sao biết không? Mày mốt không có vậy nữa nha. Mày mốt không có làm vậy nữa nha. Mẹ kia con đợi là con đợi. Chứ không có vậy nữa, nguy hiểm lắm, làm mình cũng hết hồn cả nhà. Người ta bắt cóc luôn rồi chết. Chào tạm biệt cô chú đi con. Xin chào tạm biệt cô chú và bay tiếp theo. Hôm nay nó có hẹn cho Emily nha, bà bay cô chú. À, hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà ơi, bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye bye.